Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe Exciter 150, 155. Tại vì có rất là nhiều anh em hỏi cái dòng 155 luôn, đặc biệt là những bản đồ màu gọi là siêu hot. Đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Luyến sẽ hỗ trợ giới thiệu, ông mời Luyến ạ. Hay là cả nhà ha, tiếp tục review cho mọi người về giá xe mới nhất trong tháng 8 này về dòng xe Exciter 155 ha. Thì nếu được câu hỏi của các bạn trong nhiều bình luận á, các bạn nhiều bạn bình luận hỏi Luyến là hiện tại cửa hàng Luyến có hỗ trợ là sơn độ lên không, và có sơn độ lên màu gì mới hay không, và trong tháng 8 này đang có thay đổi gì về giá và ưu đãi gì hay không á, thì cả nhà cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho Luyến, có số điện thoại hoặc là Zalo 0905299064 ha. Áp dụng khách hàng mua xe có liên hệ trước là được hỗ trợ ngay 2 triệu đồng xe đi lại nha. Ngoài 2 triệu đồng ra còn được hỗ trợ thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng cho cả nhà nha. Số điện thoại và Zalo Luyến sẽ ghi dưới màn hình cho mọi người nha. Đó, đầu tiên là về quay màu cho các bạn người coi ha. Em xe màu xanh đen này, đen tem xanh màu trắng rất là đẹp luôn. Mẫu này cả nhà thấy không? Em này là vừa mới lên màu luôn, nhưng mà cũng rất nhanh chị em hỏi Luyến luôn về mẫu này, số 39 phân xe mạnh Monster này. Màu sắc rất là đẹp luôn. Đó. Đối với mẫu em xe như này chỉ mức giá là 41.900 đối với phiên bản chìa khóa thường, và 43.900 đối với bản Fox Smart Key ha. Chỉ cần trả trước duy nhất là 5 triệu đồng nha. Cầm duy nhất 5 triệu đồng thôi, và căn cước công dân trên 18 tuổi là mua xe được rồi nha. Đó. Rồi. Không đợi xấu vậy, chỉ là bao đậu. Con này mẫu này mới lên à? Màu này cực lạ luôn. Màu mới lên này cả nhà. Màu này gọi là màu gì em? Màu xanh rêu ấy. Xanh rêu đúng không? Dạ. Nhiều anh khách một bữa có quay lên video thì có nhiều anh vô hỏi là màu xanh rêu ấy, thì tôi nghĩ là em này cũng đang nói chung là nó để nó hot thì nó cũng chưa được hot đâu mọi người. Mới đúng à? Dạ đúng rồi, nhưng mà nó rất là lạ luôn, độc lạ, cái màu rất là lạ này, thấy không? Đó, tiếp tới là em xem màu vàng này. Màu này cũng mới, này hơi đẹp. Đi tem màu trắng nha. Màu dạ, vàng đen này. Vàng đen này, rồi màu xanh, xanh này. Này. Đó, màu xanh. Nói chung là rất là nhiều màu. Đó. Với một em xe thì chỉ có mức giá từ 41.900 ha, và chỉ cần trả trước duy nhất là 5 triệu đồng là mua xe được rồi nha. Hỗ trợ mua xe là bao đậu hồ sơ luôn ha. Rồi. Đó. Em 150 này. 150 thì em này có lên đồ chơi cho cả nhà như bao tay này, tay thắng cả nhà thấy không? À, phuộc này, chống độ trước sau này, gác chân. Thì những món đồ chơi phụ kiện này bên Luyến hiện tại có hỗ trợ khách hàng giảm giá từ 30 đến 80% tùy món ha. Liên hệ trước cho Luyến được giảm giá 2 triệu đối với giá xe, chỉ có giá là 41.900 thôi. Tiếp tục màu đỏ đen này. Có màu gần siêu cháy luôn. Em này lên full đồ chơi luôn cả nhà. Rất là đẹp luôn, nhưng mà nó lên nhiều vậy thôi, chứ thực ra giá thành của những em này thì rất là rẻ nhưng luôn. Nhưng mà ví dụ như mua những cái con có đồ đồ chơi này thì em có hỗ trợ dòng khi mà liên hệ với em á. Đúng rồi, có áp dụng thôi nha. Khách hàng áp dụng nhất liên hệ với em thôi là sẽ được giảm giá, ngoài 2 triệu xăng xe đi lại ra còn được hỗ trợ giảm giá từ 30 đến 80% về những món phụ kiện đi kèm trên xe ha. Tất cả các món phụ kiện luôn ha. Rất là okay. Nhiều các này. Rồi, đây dưới đây có em này thì đơn sơ hơn, đơn giản hơn một xíu, không có nhiều phụ kiện như em xe màu đỏ kia, nhưng mà màu rất là hot luôn ha. Liên hệ trực tiếp qua hotline cho Luyến ha, là 0905 299 064 để biết thêm chi tiết, cũng như là được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình nhé. Ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ qua Zalo á, đặc biệt là có liên hệ trước nha, tại vì liên hệ trước thì được tặng 2 triệu nè, được giảm tiền phụ kiện nè. Cảm ơn chị và bạn đã xem clip, mọi người xem thì nhớ like chia sẻ. Xin chào, hẹn gặp lại.